Xích mà diệt khuẩn. Đây cái bún đấy. Chứ lâu lâu vào nửa tháng ăn dưỡng này cũng được. Thì hôm qua thì mua gần 5 thịt thuộc là 4,6. Vì thịt thuộc này nó đắt quá. Ở đấy cũng có. Cháu nghe nói mẹ cháu nói cô ý kiến gì thuốc thang gì không có thua cho cô. À, ý kiến là thế này, lúc đầu vừa mới vào một cái nô đưa cái đơn nó bảo ở đây không có thuốc. Ba đi mua, tôi bảo không. Bệnh viện có cái gì thì chữa cho tôi cái đấy. Chứ bệnh nhân vừa mới về mà vào mà nói là chưa có thuốc, tôi không chấp nhận. Một con được. Nếu mà ở đây không có thuốc, tôi lên phản lại với giám đốc. Trình như là quen tận giám đốc. Quen giám đốc rất là chi nữa. Hey, nói thế anh thấy vội vã cầm về luôn. Cần làm chuyên nghiệp rồi biết hết rồi. Phải đâu mình phải để chứ. Thế là xong rồi. Nhiều cái không về đấy. Nó muộn. 3 tiếng mới ra uống từ 3. Mua hết chiều 3 rồi. Đây, cái này nha. 1 viên là 46.000.